Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn chiếc Baojia iPad 10.5 2017 hiệu Rock Sony, là một sản phẩm rất là mới mang thương hiệu Rock. Thì mình xin phép các bạn được gỡ chiếc Baojia ra để giới thiệu đến các bạn. Đây các bạn, trên tay mình đang cầm là chiếc Baojia iPad 10.5 2017 hiệu Rock Sony. Thì các bạn cũng dễ dàng nhìn thấy được chiếc Baojia thiết kế rất là gọn, khi mình cầm lên có cảm giác rất là thoải mái và vừa tay. Thì bề mặt bên ngoài của chiếc Baojia được làm bằng da công nghiệp cao cấp nên có độ bền và độ đàn hồi rất là tốt. Và thiết kế bên trong khung sườn, các khía cạnh rất là phù hợp với máy, ôm sát máy và hạn chế giày xước khi va đập. Và thiết kế từng bộ phận rất là phù hợp với máy, như là camera, nút nguồn, chuỗi sạc, rất là phù hợp với máy. Thiết kế các khía cạnh rất là thoáng, các bạn cũng dễ dàng nhìn thấy được ha. Một sản phẩm rất là tuyệt vời mang thương hiệu lớn của Rock. Và điều đặc biệt của chiếc Baojia này, thiết kế dạng gấp, rất làm cho chiếc iPad của mình có thể đứng lên rất là tiện lợi khi coi phim hoặc là chơi game. Rất là tuyệt vời ha các bạn. Thì shop mình được hai màu, màu xanh và màu xám. Mình sẽ gỡ chiếc màu xám ra để giới thiệu với các bạn. Đây các bạn, thì xin giới thiệu lại với các bạn, đây là chiếc Baojia iPad 10.5 2017 hiệu Rock Sony. Thì nếu như các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể liên hệ với trang web phụ kiện vixin.com hoặc số điện thoại 0942 38 5839. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Chúc các bạn một ngày làm việc thật tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại.